Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong 2 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay đã có gần 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong. Kể từ dịch sốt xuất huyết của năm 2017 cho đến nay là 5 năm, đúng chu kỳ bùng phát mạnh. Do đó, dự báo năm nay, tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp tại thủ đô. Theo đó, bệnh nhân sốt xuất huyết phân bố tại 30 trên 30 quận huyện một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như Đan Phượng, Thanh Oai, Đống Đa, Thành Trì, Thường Tín, Hà Đông. Trong đó, nhiều xã phường đang trong quá trình đô thị hóa với dân cư đông đúc, công trình xây dựng, phế liệu, phế thải không được dọn dẹp, tạo điều kiện cho ổ dịch bùng phát tại Hà Nội. Qua theo dõi nhiều năm, số ca mắc sốt xuất huyết thường đạt đỉnh vào các tuần đầu của tháng 11. Thống kê của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Hiện tại, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp Dự báo số ca mắc tiếp tục ghi nhận ở mức cao, nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Sau đó cần tiếp tục bám sát tình hình dịch, sẵn sàng về nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống sốt xuất huyết đen kêu